chào tất cả anh em nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Hai anh em lên sóng để cho anh em đây, những chiếc xe Simpson này. Vâng. Comfort S51, những chiếc xe win này. Một thời để nhớ này. Rồi. Win đẹp có hơn 30 triệu đúng không? Đúng rồi, hàng là hàng đẹp mộc đấy anh em ạ. Lâu lâu mới về một chiếc win đẹp Simpson anh em cùng đang bán là mười mấy triệu thôi. Vẫn đang trong nhà. Chưa xong. 2022 anh em nhá, cuối 2022 mộc vừa mua. Mua vào hơn 14 triệu. Đúng rồi. Chiếc xe basic bản hybrid. Bản hybrid. Giờ anh em chia sẻ bài nhá, những chiếc xe gì mua mười mấy triệu. Vừa mua 14 triệu anh em ạ. 14 triệu. Nó cũng là mộc, nó gọi là có dọn đẹp thôi. Một chiếc SH 2022 bản 150 CBS cũng vừa mới mua sáng nay anh em nhá. Giá là 7x. Đấy, rất hợp lý luôn, giá mới. Những chiếc xe Exciter đây anh em nhá. Exciter 135, giá bán ra là có hơn 12 triệu, hôm nọ có live trực tiếp rồi, giá hợp lý. Một Atina rất đẹp, rất đẹp. Đấy, giá mua mấy có hơn 3 triệu. Basic hay mà con này 28 20 mấy nhỉ? 2018 2020 biển 15 150. 150. Rồi. Đấy. Hàng đẹp. Bao tiền con này anh nhỉ? Con này thì giá là 55 triệu mấy trăm nữa cơ. Hàng còn, Jupiter có mấy triệu này? Rồi, mua có hơn 4 triệu thôi, Jupiter mới. Xe lít này đang bán cho một ông anh khách hàng bên này. Đây chiếc xe Basic. Basic của anh Hùng hôm qua mình mua là mười mấy triệu. Xe mua là 19 triệu. 18 rưỡi hay 187 nhỉ? Anh em lấy con này đúng không? Đúng. Đây, cảm ơn nhá. Các thứ đầy đủ rồi chứ. Rồi. Nhớ anh em chia sẻ bài cho cái nhá, để cho những chiếc xe nó chưa xong. Làm luôn chiếc Win 100 nhá. Một Win 100 biển 28S1 1633. Hòa Bình nhá, một thương hiệu của Hòa Bình, đất Hòa Hòa Bình đấy. Rồi, anh Mạnh Phan có con Zim nào tầm 30 không? Đây là in up. Ấm nhá. Vui đầu bò này. Đầu bò vàng ươm. Chất lượng đấy. Anh em cho anh em một thời để nhớ đấy. Đẹp. Đẹp không? Rồi, đầu máy 105. Đẹp. Đời 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 cao rồi. Rất là đẹp anh em nhá. Một vòng đây. Một vòng. Ốc đầu bò rất đẹp nhá. Con này bao tiền rồi anh Thiệp ơi? Anh Thiệp có nhớ không? Không nhớ thì anh không cập nhật trực tiếp cập nhật. Anh đợi anh... Con này hơi bị đắt đấy, đầu bò nó vàng ươm này. Đức Bảo hỏi giá xem. Xe biển Hòa Bình nha, anh em biết là đất Hòa Bình là đất của đá vôi rồi. Quá đẹp xe này. Gọi là bản người Thái. Người Thái, người Mường. Này, nhìn này, tem zin. Đẹp. Vâng, đang đẹp. Ôi, đầu bò vàng ươm. Anh đang đầu máy 105 em ạ. Em Win 97 nhá, tem vắt. Win vắt dòng này thì quá hiếm rồi. Giờ này hình như mới nhập về hay ai mới mua? Chúng tôi đang đợi để hỏi check cái toàn báo giá, chưa cập nhật được xem. Mua rồi đúng không? Đấy. Có báo giá của này không? Anh em thử vào để em hỏi. Nước vào rồi. Đầu lai nhá, bắt đầu về là chưa có giá nhá. Chờ một lát nữa. Đấy 38 đấy. Ok. Mua có 38 triệu rồi, đón em tần hoa hậu xứ Mường về đây đấy. Anh Nguyễn Văn. Vâng, anh Nguyễn Văn em mua là 38 triệu rồi anh nhá. Hàng đẹp đấy, chất. Đẹp lắm. Này. Vỏ yên zin này, em nhìn vỏ yên zin này, Win. Giá nhập có 38 triệu anh em nhá. Quá rẻ. Quá rẻ. Nó là sơn zin máy zin. Rồi. Đầu bò vàng ươm. Bò vàng ươm. Đấy. Win đẹp nhá, cậu anh em 6 triệu con này nhá. Một chiếc xe Win quá rẻ rồi, thợ thuyền có thể bán được nhá. Mua về bán được 50, ngoài 50 con này ấy. Không, tiền không có nhiều đâu anh em ạ. Hàng nó đẹp nhiều này, lắm. Pha 02 này. Zin nét của Indonesia. Có thể nhìn quay cho anh em quay lại cái đầu bò Win. Rất đẹp luôn. Ôi nhìn máy phê lòi. Này. Máy chất luôn. Đặt nó xo này. Đó là em, nó là xứ Mường nhá. Đây một ông anh con xe Simpson này anh em, đây anh em hàng năm của Thế, chào anh đại gia, anh có thể hai anh chào các sếp nha. Xin chào các bạn yêu thích xe máy nha. 5.000 người trên Gemini của anh Hoàng Kiên nhá. 50.000, 50.000. Anh giới thiệu tên. Anh tên là Nguyễn Khôi, quê hương Hà Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ông anh Trần Văn Dương. Trần Văn Dương. Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Rồi, Hà Nam đến đây giao lưu con S51 với anh Hoàng Kiên.
một trong những các biệt phủ, các lâu đài, các dinh thự ở khu vực Phủ Lý, Lam Hạ các thứ em thấy rất là nổi tiếng rồi. Đây là anh em cùng, rồi cùng quê hương bên Hoàng Kiên đây này, đại, chúng ta đại gia đấy nha. Và giao lưu với Hoàng Kiên tí. Rất anh... nhiều tháng nay là xem anh giao lưu với Hoàng Kiên rồi, hôm nay được, rất hân hạnh được gặp trực tiếp anh Hoàng Kiên. Ok. Ok. Nên xem cơ sở hai anh nha. Rất là uy tín. Cũng là một trong những các đại gia đúng không? Anh Kiên là rất giỏi về chuyên môn đấy mà. Nói chung là anh em hay thích cái đồ hoài cổ này đúng không? Cái kiểu mà dành cho những em rất là hay. Đây một chiếc Simpson, một chiếc Simpson Ford S51 của anh một đại ca Hà Hà Đông vừa rồi là bán mất rồi. Còn một chiếc xe này của anh Khôi là hai em cũng thì thầm mùa xuân cũng rất là lâu rồi. Anh ở đường Lai Hoàng Kiên mới mang lên bán đấy. Không đơn giản, đúng không? Rất là quý. Đánh ô tô lên nhá. Chở ô tô đi. Chở ô tô, đánh ô tô đi. Đến thăm Hoàng Kiên thôi. Vâng, đến thăm anh em trên này. Đến giao lưu với Hoàng Kiên. Vâng, vâng. Đầu tiên anh Khôi là báo giá con Simpson Comfort này là bao tiền? Anh báo giá là 20 triệu. Báo giá là 20 triệu nhá. Anh em có thể quay vòng lên nhưng mà cũng không đến cái giá đâu. Thôi lại tiếp tục nhắc định ạ. Thống nhất đây, con ốc bò lên con sen bò xuống từ sáng đến giờ. Anh em chủ yếu đến chơi thôi, chúng cũng không quan trọng một vài trăm nữa. Nó còn chơi nhau một tí nữa. Thì anh em cũng đã xuống 15. Xong em đã 11 đúng không? Vâng. Xong giả anh 12 đúng không? 12. Ý anh bảo đây mẹ tóm lại nóng tính là lên 500 nữa đúng không? Vâng. Chương trình đấy cũng tôi thông báo anh em đấy. Đúng là giao lưu anh em đi. Giao lưu được đúng 12 đúng 12 triệu 500 thì để cho anh Hoàng Kiên anh em giao lưu. Anh em tôi muốn mua một cái gì đó sản phẩm của anh Hoàng Kiên. Anh em tôi là thích 82. Vâng. Nhưng mà thực ra là một thời gian dài rồi nhưng mà phục chưa được. Không có xe đẹp. Trượt mất mấy con. Anh ấy vào vào để anh ấy đặt thì toàn khách lấy rồi. Không kịp. Anh ấy trong tay em nhá, 82 đẹp rất nhiều. Hôm qua có một đại ca phó. Có cái nào không? Đại ca phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh nhá. Đang bán một con 82 hơn 100 và một con Jim Thái chưa đổ xăng. Hôm nào mà phải trực tiếp Hoàng Kiên lên thì bán. Không làm nhạc, không tròn tròn. Còn nào mời Hoàng Kiên lên nhưng mà thôi xin thưa anh vẫn đang xem như này đấy. Tất cả đặt ta là từ đại trượt. Đại ca là phó. Anh em đấy. Xem Hoàng Kiên đấy. Lâu lắm rồi. Vâng. Anh em có thể quay một vòng cho này, một chiếc xe của anh Khôi. Đấy. Nhớ anh em chia sẻ bài cho này nhá. Hiện tại vừa rồi có mấy 82 đẹp đấy. Anh cửa tiền nào hiện tại anh em anh cứ liên hệ cho em. Tầm 225. Đấy anh đi. 25. Con trưởng kia ấy. Có một có con không, có luôn đấy, anh Thiệp ơi điện ngay cho Hưng ngay con xe hôm qua phục vụ năm hai hôm qua à. Anh cho có luôn tầm 70 gì về đi em 90 em đang trả anh em nó đang bán 25 em nó trả 21 căng lắm máy gì nhưng mà 90 không có 70 mười rồi bác cứ lấy về đi con tiền sinh của bác thì vẫn cứ trả các bác bình thường. Khanh Kiên lại lùa gà, không phải lùa gà đâu, đây các sếp Hà Nam Phủ Lý các đại gia lùa làm gì? Quê Hà Nam. Thực ra hôm nay lên muốn giao lưu với cơ sở. Xe này là mua lại năm 2011. Rồi. 12 triệu. Anh mua năm 12 triệu năm 2011. 12 năm. Đây có con trai thì cùng người chứng kiến thì mua. 13 năm. Cũng tâm sự hết rồi. 2 giờ mới ra khỏi nhà nhịn đói. Thế ok anh chờ tí nhá. Thôi rồi, đã lên like rồi em chấp nhận mua lên giá. Đúng rồi. Anh em không lên like là em chỉ mua 12 thôi nhưng mà thôi lên like. Anh em tôi chấp nhận anh em tôi mua. Cảm ơn anh Hoàng Kiên. 282. Vâng. Nhưng mà tiền cửa tiền nó chỉ thế thôi. Anh cứ chờ một tí là xong. Chờ đấy. Chờ một tí là xong. Tôi đang chờ đấy. Ok chốt rồi anh 12.500.000 nhá. Cảm ơn hai anh một lần. Ok, cảm ơn. Đăng ký anh cầm rồi nha. Đăng ký đây. Vâng đây anh vài viết đây bán nhá. Cả 5.000 anh em trên Vâng. Anh cho đây chào anh em nhé. Chào anh em cộng đồng yêu xe máy nhá. Vâng. Xe máy. Vâng. Simpson S51 này nhá anh em. Simpson S51 này. Đầu máy 565. Ok anh vào anh viết giấy bán nhá. Ok. Đấy là quay một vòng một chiếc Simpson điện E nhá, bản đèn gáo. Rồi. Biển 34. 12.500.000 cho một chiếc Comfort S51. Đấy. Dành cho những anh em hoài cổ nhá. Em tinh tinh nhá. Đấy. Zin. Tinh. Rồi. Em tinh. Rồi.
biển 34 anh em nhá, 34FA4416. Cũng từ sáng bây giờ mới xong được đấy. Hai anh cũng được. Anh ấy chơi được chính. Từ Hưng Yên lên, từ Hà Nam lên. Anh ấy điện cho Hưng và mang qua đấy đi. Có điện rồi, anh đợi em chút nha. Chờ tí, có 82 cho anh luôn. Trong tay mình rất nhiều xe đẹp nha, nhưng mà vấn đề là giá nó không được vào việc. Anh em khó, các đại ca đều bán thì họp hợp lý thôi. Để cho nó phù hợp với thị trường. Cậu cho anh em 3 triệu con này nhá, một chiếc Simpson Comfort S51 dành cho anh em đồ cổ. Đồ cổ thì dành cho những nhà giàu chơi đồ cổ nhá, lại gần một lần nữa. Quay lần có đen gáo nhá. Gáo zin này, pha zin này. Cái hai gáo này zin nhá, hai kính này thay rồi này. Đấy gáo trên, sơn bản thân xe thì cũng đã bị tỉa lại rồi nhá. Chế đã từng thay chế 81 rồi anh ạ. Đây. Chìa khóa của 81, giảm tốc Comfort, lốp chân chó vẫn nguyên, toàn bộ dàn sau này từ cái nắp nhang vẫn zin của nó. 34 Hải Dương giấy tờ sang tên thoải mái nhá anh em nhá. Đấy, toàn bộ đây ngon này. Hàng ngày từ nắp bình xăng kìa. Nắp bình xăng Simpson. Simpson. Rất kỳ công luôn. Y pha. Đấy. Tức là toàn bộ ghi đông tay nắm gáo đèn zin hết của nó nhá. Tay phanh zin. Dây tay le zin. Ghi đông tay nắm gáo đèn, bởi vì mình dòng Comfort này nó thấm đống của mình mất rồi. Điện e nhá, điện e. Đấy. Nhờ anh em cộng đồng mạng chia sẻ bài cho anh em cho tít mù cái con này cái. Rồi. Ôi từ con đấy, mấy con làm mấy con ngon đi. Đây. Một chiếc SH150. Cuối năm 2022 các anh em nhá. Thầy tâm ơi, con Win đẹp nhá, con Win máy zin đấy. Sơn đẹp luôn. Con Win nó là quá hiếm rồi. Anh Doan Phạm, ơi, đây là chơi xe cổ nó là khổ, dành cho người khổ, dành cho các đại gia nhá. Các đại gia mà cộng thấp anh em không thích. Cộng 500 một triệu rồi, à tao mũi bẩn. Không thể mua. Cứ ở đóng căng căng tí để cho anh em nó về nó quý. Ok, chào gần 200 anh em bên Bến Đỏ nhá. Nhà giàu thì đừng bán rẻ cho nhà giàu nhá. Nhà giàu chỉ thích mua đắt thôi. Nhà giàu không thèm mua rẻ nhá. Rẻ để dành cho anh em không điều kiện. Hỗ trợ sinh viên thôi. Các đại gia tính như gì vài cổ mẹ chuyện nhỏ. Đấy, các sếp. Nếu mà cộng thấp quá anh em lại coi thường về phá. Cứ phải cộng thật cao đóng, ngập đi nhỉ. Xe anh em về cẩn thận. Đấy. Xe của 2022. 5.000 cây. Đấy, hàng khóa 2 nút 2 chìa đầy đủ okay. Anh em. Sơn zin, máy zin vừa mới một mua sáng nay. Một chiếc xe này rất hợp lý nhá. 22 có 7 mấy triệu. Sáng nay em Việt vừa mới mua. Kinh khủng. Mua bao nhiêu? Em Việt báo là 77.500.000 anh em. Hàng là đen lên đen này. Mới tên nhà 96 triệu anh em nhá. Rồi. Được cái là được đời chót được anh em ạ. Thứ 16 đẹp đấy. Đẹp đấy nhỉ. Việt thứ 16 ác ấy nha. Giá giờ yêu quá nhỉ. Giá yêu. Hưng cả. Quý giờ nó rẻ lắm rồi. Thứ quý rẻ đúng không? Thứ quý rẻ. Có để giới thiệu con này cho bác. Để cho anh em con này. Không anh em 3.500.000. Một chiếc SH 775 cộng 3 triệu rưỡi anh em nhá. Nhà giàu nha anh em nhá. Hàng có 5.000 cây thôi, lốp còn nguyên zin hết các anh em nhìn đây, lốp cuối 2022 nhá, cuối năm đấy, tuần cuối 2022. Mới tính như 96 triệu cộng với 8 triệu. Lên sport tại S, vẫn là lên sần. 12.5. Rồi ok. Lốp zin mà rất dày anh em nhìn này, cái độ dày này có 5.000 cây mà hàng lướt từ đĩa này. Zin hết luôn. Nguyên zin nhá. Anh em chia sẻ bài cái. Rồi. 775 cộng 3 triệu rưỡi. Em Mạnh Thủy Mạnh Mộc. Đây, một vòng này. Chủ xe thời điểm đắt nhất con này mua là 106 triệu, đăng ký mất 8 triệu. Vào 112 triệu. Bây giờ bán ra có 77 triệu anh em biết là gọi là mất cấp. Mất cấp. Quá là mất cấp. Mới có 5.000 cây, hơn 5.000 cây. Anh em bây giờ tôi chia sẻ anh em ấy. Hiện tại đang 369 anh em đang xem. Rồi. Tiếp theo sẽ lên một chiếc The Gym Thái. Hàng Dim Thái chủ có dọn dẹp sáng nay em mới mua. Đây Meyer Menan là vào Việt. Nguyên thực cái Suzuki ZZ không còn nhá. Anh ngồi chờ nhá. Anh cứ ngồi chờ xong có lát có xe cho anh. Rồi. Rồi. Đầu bò khô ráo, máy cũng là dọn con đẹp có rồi. Hơn chục nữa nhá. Vừa mua là 14 triệu. Rồi. Chủ đổi xe SH nhập. Đây, anh chủ xe đổi SH nhập đỏ vừa mới lấy em vừa tiếp từ sáng đây các anh em ạ. Anh ấy cũng đi từ Mỹ Đức lên đổi hai chiếc, một chiếc DD rồi. Và một chiếc Dim để lấy chiếc SH cà đỏ. Rồi. Thì mua chiếc này tính cho anh ấy là 14 triệu. Một chiếc Dim Thái, đầu máy là 004. Hưng Nguyễn Quang, con 734 là có người rước ngay bố đúng rồi. Nói chung không ế đâu, chả có gì ế cả. Đây đã xuống tiền không ế đâu. Con này bao tiền anh Thiệp? 14 triệu, đầu máy 004. 14 triệu, đầu em 2 triệu. Rồi. Một chiếc đợt em. Thái. Có anh em chơi nhá. Một biển là 2927, 20644, đăng ký lại, cũng dọn đẹp rồi. Lại nhá, xe giật lên rồi, xe dành những anh em lười thôi. Mông má đẹp đẽ lên rồi.
Đây chỉ cao thì nó tăng. Nó tăng lên đấy. Đấy, chỉnh như tí cho nó tăng. Ok, thì nó cũng vuông vắn thế đi. Vừa tầm tiện. Anh em nhá. Quay lại gần một quay vòng nữa. 16. Anh em ơi. 16 thôi. 14 triệu xếp cộng 2 là 16 triệu. 16 triệu. Chiếc Dream Thái. Đầu máy. 004-2993. Ừ. Rồi. Vừa tầm tiền có là vẫn báo anh em nhá là đã lên Man lên Mayer rồi của hàng Việt. Rồi. Đều là của Honda, không có lai tàu cái chiếc gì đâu, chi tiết gì đâu. Anh em lấy về cứ thế sử dụng thôi. Dành cho lười, đỡ phải dùng. Nhá, Hoàng Kiên dạo này. Ok Nguyễn Minh, ok Khổng Minh tiên sinh. Bán nhiều xe nhé, Hoàng Kiên dạo này không có xe bán cho Hoàng Kiên. Ok nhá, Khổng Minh ơi đi săn đi. Đây là một chiếc xe Exciter 135. Mọi em là cũng đã like em nó rồi. Đời 2012. Rồi. Màu xanh GB. Rồi. Nó báo là mua 10 triệu 500 thì xếp cộng 1.7 triệu. Hôm nay các anh em cộng thêm cho em 300 dọn nữa là 12 năm. Đấy. 12 triệu 500 cho một Exciter 135 hôm qua. 135. Có một chiếc màu trắng chiều qua like thì tối hôm qua cũng có một anh em đến ủng hộ rồi. Nên hiện tại là còn chiếc xanh này thôi. Biển là 29S1-11823. Đào Nam 16 triệu thêm tiền mua xe. Còn... Nhưng mà bây giờ cái xe Jim bây giờ là nó đã cả nước đi rồi. Nhưng mà Hoàng Kiên không kiểm soát được. Quốc xe dân. Jim giờ ai mọi nhà đều có rồi. Giờ mình không kiểm soát được thị trường rồi. Đây là vào Jim mua thôi. Rồi, vừa tầm tiền, máy vẫn ok. Xe anh em lấy sẵn đi cũng không phải. Mình Tùng ơi, con Jim mới có 16 triệu thôi. Đấy. Rất hợp lý nhá. Exciter 135 bây giờ. Bây giờ tính bao. Tính bao tiền. Rồi xe anh tính bao tiền. Đâu. Anh với trong nhà. Ừ. Em từ trong giữa đấy, dừng trong giữa. Từ trong giữa. Đâu, phải đâu. Bây giờ bán bao tiền không? Anh cứ bảo mấy triệu để em bảo anh ấy là được. Anh ấy không quan trọng. 22. Đâu có giả tầm 9-10 triệu đấy. Tự động mà anh. Ờ tự động. Là 9 đồng. 9 đồng thôi, tôi mua này. Này, 10 cũng mua. Đấy, quá rẻ đấy. Có cái phun tự động nó vẫn có độ cuốn hút nhất định. Miền Nam anh em, anh em miền Nam nhé. Đang trong quá trình thương thảo anh em nhá. Hàng tự động, phun tự động. Đấy. Chút mình sẽ để đằng sau, khi xong thì mình sẽ lên để phục vụ anh em. À sao rồi? À, anh ấy mà. Anh lấy hát đi. Ừ. Ừ, bây giờ sao? À đây. Đây thế thì mua hết giá đi. Hết giá đi. Thì thôi cứ 1990 là xong. 90 là xong thôi thì đâu. 10 triệu 500. Ừ. Năm thì anh chào anh em xin lại. Anh em. Đấy, quen thì cũng hay bán. Chào chào. Chào. Phải chào chào, chiến bỏ chào. Tên Lai, tên là Lai. Thôi đi làm, giờ đi làm. Còn mình có kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các phụ công, các bà và toàn thể quan cô dì chú bác và các quan khách ở dưới hôn trường. Hôm nay tôi giới thiệu tôi tên này. Hôm nay tôi đi bán một chiếc xe Exciter. Nó bảo là 13 cơ, nhưng mà thôi giả tôi. Nó bảo 13 cơ, nhưng mà thôi giả tôi. Thôi để cho 95, 1995. Không mười nó lên gì cả đâu anh em, cách quen rồi cũng bao nhiêu xe ở đây. Thôi mua anh 10 triệu bắt tay em nhá, tình thương mến thương. Có nghe là cái tới anh sẽ tình thôi được rồi, okay. Mình dễ với nhau để sống cuộc sống như kia nó cũng giống tiền để làm cái gì đâu, cũng để vứt đi hết làm cái gì. Chốt cho anh 10 triệu anh theo đâu giải quyết cái này đây. Rồi anh chào nhá. Rồi em xin lấy mic. 10 triệu đồng cho một chiếc xe Exciter 2012 tự động anh em nhá. Hàng tự động bây giờ nó lại lên ngôi rồi. Rồi. Biển 29V1-10374. Rồi. E thích. Đồng này miền Nam nó thích. Thích hơn. Nó chán với cuộn tay rồi. Không chuộng. Chính xác. Anh em Grab bay anh em đi không cần phải một tay cầm điện thoại, một tay bóp cô đâu nhá. Máy cái này chạy Grab thoải mái. Hiện tại với thời điểm hiện tại là khả năng là sơn zin máy zin. Nghe tiếng nổ biết. Sơn zin máy zin anh em nhá. Một chiếc xe dành cho anh em miền Nam là chuộng lắm. Bây giờ hiện tại đang chính thức Hà Nội đã tuyệt chủng cái đời này. Hết hàng này rồi. Đấy anh em về nâng lên cái đời 2010. Xuống. Chính xác là xuống. Hạ xuống. Đời 2011 bây giờ là hạ xuống. Cộng cho anh em 2 triệu rưỡi nha, như anh em nào thợ thuyền các thứ ở miền Nam miền Bắc cả nước. Bán rút hồ sơ thoải mái nha anh em nhá. Giấy tờ các thứ nghiêm chỉnh. Đấy. Anh
lúc này mộc mạc chóng, mộc chóng đèn đến lắm thế, lắm chóng cũng con rù phì này, con chóng chóng cỏ cháu chóng đèn hiểu chóng đèn đấy. Nhưng mà càng định danh như em nữa, càng nhiều lúc cơ hội sống sót càng cao. Đây. Sơn zin máy zin hợp lý tiền lên lông quay làm mấy ăn quay mới rẻ giá gì giá bây giờ là chính thức là được hợp là rất hợp lý. Hiện tại là 375 anh em vẫn đang xem. Cùng Nguyễn Quang con vẫn đi con này mà đúng không ạ? Tiếp theo anh giới thiệu xe anh luôn nhá, giới thiệu anh em là xe 2022 rồi. Đấy, một chút xước nhỏ lốp zin theo xe rồi. Của 17 Thái Bình rồi. Nó cũng có một chút xước xác không tránh được rồi. Cái là nó mộc xe tem của 2023 zin hết anh em nhá, từ lốp nhông xích đồ đạc đều nguyên bản 17B6 vừa mua là 14 triệu. Hoàng Thiệp vừa mua nhá, 14 triệu 2022 nhá, đã được rẻ nhá. Trước đây là 16 tranh nhau mua, 16 tranh nhau mua nhá. Học sinh sinh viên giờ là quá quý rồi. Đấy. Anh mang ra năm 1,7 triệu nha anh em nhá, một chiếc xe ơi. 1,700,000 đồng. Đăng ký xe. Giấy khai sinh. Rồi. Bằng khen là tất cả các loại giấy khen đều có thể ép dẻo hết anh em. Anh em ép dẻo nhớ ép bóng ra nhé, đừng ép dẻo mới nữa rớt ra là nó theo cái. Đúng rồi. Riêng cái đời đăng ký vàng mà ép dẻo là nó mất luôn cái mã. Ép dẻo thì nhớ phải ép bóng vào nhá. Ép dẻo xong rồi vứt đi cái đăng ký. Mẹ rất ra phát là thôi nhòe. Cháy nửa đăng ký luôn. Cháy nửa đúng không? Cháy mẹ đăng ký luôn. Ừ. Mà đăng ký vàng cái mà ép vào bóc ra là nó mất luôn cái mã QR. Ừ, anh em. Đấy. Rất anh em chỉ ép bóng thôi nhá, đừng ép dẻo, bỏ qua ép dẻo nhá. Nhưng mà để lại cẩn thận quá hóa ra vứt đi. Vứt đi rồi. Cộng 1,7 triệu nhá. Rất hợp lý. Đây là một chiếc xe bản hybrid 2019 đang là đời cuối cùng của hybrid 150 rồi. Đây tem hybrid, chiếc này thì được đăng ký sang tận đời 2020 còn đời sót của hybrid. Anh em nhá. Giá cũng không rẻ nhưng mà xe là đẹp xuất sắc, chạy 4.000 cây. Rồi. Chính xác là giá mua là 69 triệu nên xếp cộng thì cân đối. Đúng 4 rồi. Đúng rồi. Giá chuẩn mua đi xếp nhá. Anh chờ đi lấy số đi. À có số rồi, anh hôm nay anh đến anh có gọi trước rồi. 5 phút nữa là ra xe ra đến đây. Sắp ra rồi. 5 phút nữa là ra xe đến đây. Vừa gọi em. Vâng. Con đấy là qua em mà vào giá nhưng mà nó chưa xong. Nhiều lúc là giá nó em mua thì nó phải yêu tí cơ nó mới vào việc anh em nó tiếp cận đây. Được. Giá múc cao quá chết. Ok, xong rồi. Chưa bóc ly lông chìa khóa anh em nhá. Sản xuất 2019 đăng ký 2022. Đấy, là những cái đời chốt cùng của Basic bây giờ là dừng sản xuất rồi. Đấy, bản mua là 69 triệu đấy nhá. 69 chính xác, 69 tiền mặt. Bán là 67 triệu. Buôn thất nghiệp lãi quan viên. Buôn xe sang bây giờ này toàn vỡ mới nứt thôi. Buôn ngược rồi. Đấy. Buôn xe sang buôn đất bây giờ vỡ mồm bây giờ mẹ anh em cứ dòi dòi. Buôn rau buôn quả lãi to. Anh em cứ mẹ bất động sản mẹ mà buôn ô tô siêu xe giờ vỡ mồm vỡ mõm làm gì. Giờ tiền đâu? Đấy con này muốn siêu xe nhá. Chắc lúc ăn đó hết 2-3 triệu lỗ lúc thì lại dừng sản xuất nó hot rất hot các bạn ấy. 67 triệu cho một chiếc Basic bản hybrid. Chạy 4.000 cây, hàng sơn zin máy zin. Vâng, đúng là như phải xếp hàng thế. Lên tiếp theo một chiếc zin Thái 29V5 12985. Rồi. Đây hàng này. Chết đợi cũng chưa cập nhật được giá. Anh quay một vòng chậm cho anh em xem. Anh em xem, cho anh em xem. Đây. Ừ. 19.500 anh em nhá. Rồi 19.500 cho một chiếc xe gọi là zin Thái. Ok, chào gần 200 anh em bên Bến Đỏ nhá. Anh em bên Bến Đỏ có nhu cầu như thế nào báo lên để hai anh em biết nào. Để mình 12 triệu nhé. 12 triệu là XI GB à anh? 12 năm anh ạ, à, em dọn đẹp lên rồi mà anh. Đẹp anh quá đi, máy gìn đẹp như thế. Giá quá nhiều anh em, cứ thích vần vòm gì. Vâng, anh hỏi cả hai con xe, hai xe đều giá thế ạ. Cộng cạnh nhá, cộng cạnh giá, nhiều lúc anh em giá hợp lý mà, nhiều con giá rất hợp lý. Rồi, chiếc zin Thái nhá, anh... 19 triệu 500. Đầu máy 02, cũng là ra năm 1994. Rồi. Bạn nhìn xấu. Hàng zin Thái 3 số. Dọn dẹp rồi, đơn giản. Hai mấy triệu. Tiếp theo đi. 181. Hơi 70.
Ôi, đang like đây. Anh quay vòng, xe là mua giá cũng hợp lý thôi. Chiếc 81 này phù hợp tầm tiền cho anh em chơi này. Đây, đây, con 82 đấy, anh xem đi. Vâng. Rồi, đây con 82 nhá. Vâng. Con 82 70 mà. À 70 à? Qua 70. À 70. Quay vòng con này thôi, mình like con này đi. Rồi em đọc chiếc 82 hơi 70 màu xanh biển 31072 V6. Đăng ký siêu được, ok rồi rồi. Đời 1995. Hàng là yếm nội thôi nên là bọn em khách bỏ lại, anh em luôn mua nhu cầu lên yếm cho em được. Đồ nó cũng là đều đều xe này. 25 triệu thì yếm điện cho anh. Thì yếm điện trực tiếp. Đấy con này nhá, con này tiếp theo. Con này xem giá bao nhiêu đây? Giá thì mua là giá là 12 triệu 500 xếp ạ. À 13 triệu 500. 13 triệu 500. 13 triệu 500 cho một chiếc 82 này nhá. Không có yếm đâu nhá. 1995 hơi 70. Có cái yếm nội là chưa bằng ra. Không mua có yếm. Bên kia cũng còn một vài yếm nội 19 năm. Chiếc tim 19 năm. Cậu cho em 2 triệu nhá. Yếm nội có 1-200 mà anh em nào có nhu cầu thì 200 mấy cái yếm nội thôi. Chủ yếu là yếm xịn của nó thì đắt. Yếm xịn phải hơn 1 triệu, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi cơ. 13 năm cộng 2 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì chơi một chiếc 82 hơi 70 1995. Không yếu. Đây là một chiếc xe 82 của hai đại gia Hà Nam. Qua con này em giả là 21 triệu rồi. Rồi. Không bán. Đi về luôn. Máy nguyên đấy. Rồi để em cài cái mic anh này mua. Vừa nãy là anh kia bán sim sơn nhưng mà anh này là xe đấy. Là xe mua. Xe cứ thích 82. Xin chào trên 5.000 anh em trên live của anh Hoàng Kiên nhá. Hiện tại chào anh em. Vâng, hiện tại đang trực tuyến đang một bếp của em là 3370 ở bếp kia 200. 500 anh em vẫn đang xem trực tuyến. Đấy. Anh em tôi đang lên đây. Máy gì này? Trước tiên là lên thăm cơ sở anh Kiên, hai anh em giao lưu với anh Kiên. Vâng. Đấy. Rất chi là quý trọng và hôm nay anh em tôi rất hân hạnh được lên giao tư lưu của anh Kiên đây. Vâng. Cái gì đó ông chủ vẫn là đẹp trai. Đẹp trai. Vâng, vâng, vâng. Ông chủ là đẹp trai. Em chia sẻ anh ngày xưa em thanh niên với gái quán trì. À là. Nhưng mà ngày xưa ông bảo chê nhưng mà ông có nhiều lưu xe máy gì đi thì. Đúng rồi. Đấy. Chính cái em nó quý được quý con tay chân sửa xe nó bẩn đấy, kệ nó nhưng mà cái xèng nó có là các em nó được quý thôi. Ngày xưa nó có nó không có tiền đấy nhưng mà này chứng tỏ là bà xã của ông là nghĩ về tương lai nhiều hơn chứ đi trước mắt lúc đấy là anh sửa xe đấy, không sửa xe đấy thợ xe bây giờ sửa xe bây giờ mày làm gần trước bây giờ chính về thợ xe bây giờ hôm nay có cơ sở hoành tráng này đấy. Chắc không phải một cơ sở chờ một đâu, còn có nhiều cơ sở như này nữa đúng không? Đấy. Và không biết xem về kỹ tướng. Đấy. Xe này hôm qua nhưng rồi cũng ăn chất Hà Tiện chia sẻ anh ấy, cũng ăn chất Hà Tiện bao năm ở chính thức là hai mấy năm. Không được chơi nhưng mà không sao vui được rồi. Em lâu lâu lắm rồi. Gần 30 năm. Lắm rồi. Còn ở xe từ khi phố Chùa Hà này chưa có một quán buôn xe nào. À thế cơ mà. Em là người mở đầu tiên bà ở phố Chùa chuyện. Hà. Bà sáng ấy bà nói chuyện. Cựu mà cựu dãy phố này đây toàn nhân viên em. Hết cái dãy này toàn 80% là học trò của em. À thế. Các quán xe nổi tiếng. À ngày trước đây là riêng nội thải riêng chứ nhỉ? Riêng. Bên kia là chợ xe. Bên này là các nhà dân. À. Và trực tiếp em là người khai hỏa cho phát này. Đấy trong ngày trước loạn xạ bây giờ với chợ xe Chùa Hà. Ngày xưa nó là chợ xe máy Dịch Vọng, chứ không phải chợ xe Chùa Hà, bây giờ mới chợ xe Chùa Hà. Đấy. Biển có tường. Anh em ơi vừa nói chuyện gì? À biển 31 à? Biển 31. Anh Hưng anh vẫn chốt với hôm qua là 28 triệu. Đâu, Duyệt Thuyền. Nó giả 21 hay mấy chứ? Chứ giả 21 thì bảo cứ đòi 28 rồi. Đây, điện thoại không bán thôi nhá. Rồi. Công chuyện 28 rồi, sáng nay em có nói với 22 này rồi. Ở đây rồi, em nghe điện thoại luôn trên này. Thủ tục rất nhanh em, chỉ điện thoại cho một phát là xong. Đó, giá cả nó hợp lý, giá cả nó hợp lý thì anh em mình giao lưu. Vâng đấy, là giao lưu. Anh không mua em vẫn mua. 70 chứ? 82 70. Số lại số. Nhưng số lại máy kia. Cái màu này mà được những cái màu kia thì nó đẹp bao nhiêu nhỉ? Anh nhận luôn. Anh nhận rồi gì? Rồi. Anh em có thể quay vào một chiếc xe 8293 này đấy. Để những anh em nào mà thôi mình là người đưa đò thôi. Được cái đầu bò, anh quay cái đầu bò kia cho anh em xem. Máy vẫn đang nổ trong quá trình. Đấy, máy zin nhá. Ờ anh Kiên ơi em ơi, anh đang quay trực tuyến cho một đại hai đại ca ở Hà Nam lên xem con xe của em. Bây giờ em bán giá như nào, chốt được chốt không chốt được thôi, bởi vì lần này là lần cuối. Em bán bao nhiêu, anh đang kích loa đây, bán bao nhiêu nói luôn. Hôm qua là anh giải em 21 hay 22 triệu đúng không, sao em về đúng không?
bán 22 triệu đi cho anh xuống xuống tiền, không anh thêm cho mấy lít nữa, 22 rưỡi, hạn thế. Lỗ thì mang đi, em mang lên 3 con, nếu bán con nào chết nhọc. Thôi bây giờ anh bảo cho bán 22 rưỡi không? À các anh ấy không mua, anh mua anh xuống tiền luôn tại chỗ luôn. Tất cả các anh ở Hà Nam, Phủ Lý, hai đại gia. Thôi. Bán cho anh đi, anh cục điện thoại cho anh chuyển con khác bởi vì anh em nó thoải mái xe. Đây nhá, đây cái này nắp hậu này thay rồi này. Cái nắp hậu này. Chỉ nắp hậu này thay nội này, đây là cái này zin hết rồi. Cái nắp này thôi, cái nắp này nó không đáng gì. Đuôi zin, đuôi đẹp, đuôi zin, sơn zin, máy zin. Đấy, rất đẹp. Vỏ yên hai cái này, yên. Không, cái này zin này, cái này thì bọc lại này. Cái này trong thì còn zin. Cái này zin. Vâng, cái này zin của nó vẫn theo xe nó đấy. Đấy. Cái mặt trên này zin, yếm zin nhưng mà nó hàn vá một tí chứ này. Đấy. Đoàn toàn bộ đây là của Nhật Bản hết đấy, chưa sơn lại đâu. Từ năm 93 nó vẫn nguyên đấy. Đấy, nhìn xe nó nguyên. Con xin sơn của anh thì nó sơn lại hết. Đấy thì nó rẻ, tất nhiên nó đồ sơn lại thì bao giờ rẻ, mà đồ zin luôn. Đấy. Máy vẫn nổ. Thôi anh bảo nhá, em quyết bán đi, giá cả đi, đưa đường chưa để chốt đây, anh like con khác. Con này mà được màu kia đẹp nữa. Bán đi em ơi, con lên like này hết cơ hội. Bán cho anh, mẹ triệu nữa làm gì, 22 rưỡi. Không, em để lỗ nhiều. Thôi bây giờ anh bảo nhá. Các anh bên cạnh anh không mua, anh vẫn quyết định anh trả tiền cho em, trên like nói luôn. Anh gửi em ơi, em lùi đi 500 nữa, anh mua cho em 23 triệu. Thì qua đấy, em dáng như anh giải em 21, 22, trên này thôi, anh mua nhít thêm cho em tí. Nhà đang không còn, nhất trí có là không luôn. Ok, chốt nhá. Anh gì rồi. Chốt 23 triệu. Ok, chốt em 23 triệu. Ngoài nhà đấy, anh lấy được lấy. Okay, lấy thì anh em cộng 2 triệu, mà không lấy thì em mua. Em giả giả tiền nhé. Đầu lai này mà nói là chú lấy anh. Ngoài cộng 1,5 triệu một triệu. Đầu đóng ai còn 1,5 triệu này, đầu nó mùng, đầu nó mùng nó lát. Rồi, rồi. Lúc nó khổ nữa. Rồi, rồi. Đăng ký là chiều anh lên cầm đến đây. Rồi. Đăng ký đâu rồi? Còn con nào không? Còn con nào nữa không? Đăng ký ở đâu? Đăng ký để chỗ nào để anh đến? Anh tôi chờ, anh em tôi chờ rồi, tôi chờ vậy. Em đang ở chỗ nào? Tôi chờ vậy. Em đang ở chỗ nào? Em đang đi chơi tỉnh. Tỉnh nào mẹ, ông công tác đấy, ông đi chơi bời, mẹ gái gú, công tác tỉnh nhá. Ông phải làm cơ quan nhà nước đâu mà công tác. Đang ở đâu, ở đâu? Hiện tại ở đâu? Ở đâu sau nửa tiếng anh có mặt đấy? Anh máy bay, anh chở máy bay lên thẳng, đến thẳng nhà anh luôn. Ở chỗ nào? Quan trọng ý anh ấy lấy luôn chứ bây giờ ở chỗ nào để anh cho người đến lấy. Ninh Bình nha, Thanh Hóa hay ở đâu? Mình chơi, trở về luôn đi. Đang Ninh Bình nhỉ? Trở về nó bấy bất nhỉ? Anh đang Ninh Bình. Ok. Chú gửi về sau cho anh. Gửi sau mà lo cho. Anh về đấy rồi sau. Rồi chốt. Ok nhá, đi nhá. Ôi lên em 2, đấy mẹ nhẹ lắm lắm rồi, thật chứ em trên like anh. 2, 3 đấy hôm qua vần 28 triệu thôi. Ok, cho em ngủ trong chuyện nhỏ nó có thể nha. Ok, cho nhìn ông kiếm từ con này. Cái tầm giá này lại thôi nhá. Không có đâu. Nhưng mà đấy tới anh chuyển tiền từ chú đâu. Em biết đây bán cho anh. Em bảo lãnh về mặt pháp lý cho anh, nếu không đủ các thứ anh gửi lại em gửi anh tiền. Thế chứ cái trách nhiệm của em thì em mua anh nhá. Thì tôi cứ chờ, xong là lúc nào có tầm này thì ông điện tôi nhá. Anh có, anh gửi về tận nhà cho anh gì nhá. Tôi chờ nhá, tôi chờ nhá. Lấy được thì gửi luôn. Nói vui không chờ đâu. Thì anh một anh không, anh đặt cọc ở đây hoặc anh mang xe về. Không. Con này thì ông mua được con được cột tìm con nữa cơ mà ông hãy. Con nữa phải từ từ. Thế tìm cái con nữa là từ từ anh phải. Được, trở về 2 con lúc được. Bây giờ cứ được con này là bác về. Thôi đấy luôn, đấy về đi, còn giấy tờ em gửi sau. Đấy luôn, đấy luôn. Không xe được không? Xe được, xe bác xe lên kia xin sơn thì về 8 luôn đi. Xin sơn về, xe đẹp không? Không sợ đâu. Ok, bọc bãi đi. Ok, chốt con này thôi nhá. Rồi, xin được. Rồi, xin chào anh em nhá. Anh em tôi lên, đấy, giao lưu với anh Hoàng Kiên và chốt con này nhá. Rồi, chốt rồi. Chốt con 8270. Rồi, anh vào biết rồi bán đi. Đây, tiếp theo là một chiếc xe gọi là Attila anh em nhá. Đấy, khổ quá, để muốn mua thì không xong. Muốn các anh trên này thì các anh chốt tôi thoải mái. Rồi, có một tiếp theo giới thiệu chương trình là một chiếc Atina 208. Rồi. Hàng là máy zin sơn zin anh em nhá. Chủ xe đi mua gốc nhà mình bây giờ đi nó tốt quá nên là rồi. Lên đời.
báo cáo là cốp điện vẫn còn hoạt động. Đấy, cốp điện này. Đấy, anh em thấy tất cả hoạt động. Anh Thành Tâm ơi, rẻ lắm rồi. Anh em nhá. Win rẻ lắm rồi anh Thành Tâm ơi. Em mua rẻ lắm rồi, con đây mua rẻ quá rồi, con Win đẹp như thế. Anh em đòi toàn 60-70. Kinh. Win rẻ hết rồi. Máy zin và chất cứng cáp nhá, màu trắng, chưa rửa dọn gì. Mua nhập lại cho khách là 3,5 triệu, có cả quay sắt. Ố lắm thật. Biển 30H34807. Hai thằng này xếp thật. Ok, cũng phải toán xếp cả các anh em. Xếp hết thì không đơn giản đâu. Con này mua bao nhiêu? Mua 3,5 triệu chứ bạn. Hàng máy chất máy zin, cứng cáp lắm. Chạy rất thích luôn. Con này 25 đầu đã. Cái này thợ thuyền rồi, mua được nha anh em nhá. Mua 3,5 triệu cậu em 1,5 triệu. Thợ thuyền về bán kiếm được là triệu hơn triệu. Lốp không phải về thay nhá, chủ mới thay rồi. Sơn hình đánh bóng lên là đẹp. Khóa cốp, khóa xe điện, rắn xe đèn hậu tất cả. Ngon lành hết, quay lắp sắt. Con này cực kỳ rắn xe luôn. Có 3, có 5 triệu bạc. Đúng rồi, mấy anh em thợ lấy khỏi đấy nhưng mà lắc đầu không bán, phải để cho khách ở nhà mình cơ. Ok. Từ cốp điện này rất thích. Đấy. Đầy đủ hết anh em nhá. Rồi. Bờ Hoàn hỏi con 825 là ổn. Đúng rồi anh ạ, các anh cũng trực từ sáng mà cũng đợi mà cả hôm qua là anh Hưng đến là đòi em 28 cơ. Đòi 28 xong anh em xong. Vẫn còn rất nhiều xe trong tay mình, rất nhiều xe nhá. Anh Hưng rất nhiều xe nhưng mà nói chung là giá cả nó hợp lý mới chơi được. Đắt quá mua vào để múc vào để chết. Rồi, Atina. Làm một biến nó sập hết cả dàn. Đây buôn thì không thể để sập được, buôn sập thì buôn chết. Buôn ít thôi. Atina 208 biển Hà Nội nhá. 5 triệu. Rồi. Tiếp theo con này đi. Tiếp theo là một Basic 150 biển 15. Chiếc này thì giá vẫn là mong muốn bán thì là tận 5,7, 5,8 nhưng mà sếp cân đối hạ giá để cho anh em vào xe. Hợp lý. Đời 2020. Bản 150 các anh em nhá. Mua chính xác là cũng là 53,5 triệu rồi sếp ạ, 535. Hàng 150 không sản xuất nữa anh em nhá, vẫn nhấn mạnh là hàng này không còn nhiều, bản 2 khóa 2 gương zin hết theo xe. Biển 15B3. Ừ rồi. 2020 anh em nhá, mua con này là 53 triệu rồi. Dọn thêm mất 500. 53 triệu 17.000. Ừ. 53,5 rồi. Đúng rồi, dọn xong là mất thành 53,5. 53,5 rồi cậu anh em 3 triệu. Rồi. Cộng cho các sếp 3 triệu xe này đã dừng sản xuất nhá. Vấn đề là chạy anh em nhìn này có 9.000 cây gì. Có tiền ra hãng không? Không có, đã dừng sản xuất. Xe này nó là xe hưởng thụ ấy. Dành đi câu, đi cổng, đi chơi, đi bời, đi dành cho các lãng tử. Có một chất gì nghệ sĩ. Đấy. Rồi. Một em Zim Việt biển 14X1 47803. Hàng Zim Việt đẹp chất. Của anh Lơi ở Thanh Hóa đây. Hôm qua anh đặt cọc luôn nghe. Cái con Zim 47 triệu của em biển 47 triệu ở biển Thanh Hóa thì cùng biển với quê anh. Thế là anh lại để lại chiếc biển 14 đời 22. Rồi. Hàng sơn zin, máy zin. Có lốp là thay rồi. Đẹp rồi. Chất. Vinh Nguyễn lâu không ra, anh Kiên lại nhớ anh Kiên rồi. Ok Vinh Nguyễn ơi. Vinh Nguyễn ơi. Máy đầu zin nhá. Ra máy này vẫn còn zoom zoom một chút ở zin Việt chuẩn rồi. Đây. Vinh Nguyễn. Rồi. 212. Rồi. Đầu máy 1 năm chuẩn rồi. Rồi. Bao tiền mua này, bao tiền rồi? Phải check một chút đã. Tốt xong rồi, con ấy giáo sư Vũ Khiêu đang nói. Ôi, hỏi chị Quỳnh mua lại cái này bao tiền? Rắn xe đúng không? Xe bỏ ra tiền nha, xe nó cứng cáp với cuộc đời. Ế là được. Rồi anh Nguyễn chỉ có sợ mông mà 82 ngon, giá hợp lý. Đúng rồi anh ạ, giá quá hợp lý, 25 đúng triệu. Anh nói Trần Duy Hải, đúng rồi anh Trần Duy Hải ơi. Ông chơi được, ông mua được, ông bán cũng được. Thế nên con này mua bao tiền? Đợi một chút, đang cập nhật lại. Hàng là máy zin, sơn zin anh em nhá. Cũng là xe cứng cáp đấy. Trước nhà mình bán cho anh ấy xong, anh ấy muốn lên đời một con đúng quê anh ấy thì anh lại để lại cho nhà mình thôi. Trước bán bao nhiêu? Trước bán cho anh ấy là 355. Bây giờ lại không. Mua lại 2. Không, đầu 3 đấy. Đầu 3. Về đến nhà thì 32, cũng mới mà. 32 triệu cơ. Lỗi thế. Anh ấy đổi con Zim Việt 47 triệu còn nguyên lốp. Thủng nó sâu tí, to tí. Thủng nó bé quá thì anh em bình thường. Cũng may là mới, do là rơi zin Việt đẹp nên là cái giá tụt cũng không cao lắm. Anh em cũng là đỡ khách. Đầu bò đẹp hết. Đầu bò đẹp, mai trục sau rất là đẹp luôn. Mua 32 triệu nhá, thôi là trước đây. Bán 35 giờ mua 32. 355. Trục giật, rất là đẹp luôn anh em. Cộng anh em 2 triệu. Lườn lóc zin, nắp vẫn bình xăng sống ok hết. Mình vẫn phải cộng mới sống được nhá. Rồi, anh quay cả gồm. Zim Việt đẹp hiện tại là đang có chiếc này anh em nhá. Cũng là đứng sau lưng là 40 công nhân này làm chết thôi. Hết ship xe chuyển xe rồi tính tiền rồi nha anh em, tính tiền nha, đi mua xe nhá. Làm marketing nhá, kế toán để bán hàng nhá, thợ sửa chữa bảo dưỡng nhá, sang tên nhá. Anh em biết là cái hệ thống nó chạy kinh khủng luôn.
hai bà nấu ăn nhé. Hiện tại là nhà mình đang có hai bà nấu ăn để chuyên nghiệp nhé. Gọi là ba giờ một bữa ăn hết 7 mâm. Chính xác là 7 mâm nhé. Một bữa 7 mâm. Thịt con chó mà hết con chó, thịt con dê là hết luôn con dê nhé. Một con chó con không đủ, phải một con chó to mới đủ. Ăn một phát buồng chuối để mang ra lúc dèo phát mất cả buồng. Ngày nào cũng có cô. Tao còn đòn gánh, nó vặt mỗi ông vặt hai quả hết cái buồng chuối luôn. Đấy. Cộng 2 triệu. Rồi, anh Trần Quốc Toản à, hẹn là khi nào bán được đàn lợn lên giao lưu. Rồi ok anh nhá. Rồi, giao lưu với anh Vũ Kiêu cũng là một con chim Việt, cũng là có Vũ Kiêu này chán một lắm, lần Vũ Kiêu này nhiều lúc đến ra cho xem đúng rồi. Đúng rồi, đấy giáo sư cẩn thận đúng không? Đề phòng củi lửa xem cộ. Giáo sư đây. Hai anh em đều xem rồi. Hai anh em đều xem rồi. Quê Nguyên làm phải ăn. Ồ, Phước Lâm giúp được Long An. Ok, anh liên hệ vào bên marketing nhà em nhé, và rút hồ sơ mất tầm khoảng hơn 2 triệu. Anh giúp về Long An nha, anh Hồ Hữu Tướng Lâm. Ok, anh đây, anh Trang Kiều chào. Cũng phải làm cái cho nó. Tất cả em nhá. Rồi. Giới thiệu anh em là một trong những gương mặt rất là quen thuộc mà lên 2-3 triệu người xem của anh Kiều, rất là nổi tiếng. Nhưng cố gắng anh em phải duy trì phong độ nhá, đừng để nó lượt view nó xuống. Anh em này dễ xa nhau lắm ấy. Okay, không anh để anh xa nhau rồi chú. Rồi anh Kiều bây giờ là hôm vừa rồi là con xe này nè. Vần vò cũng chính thức là hàng tháng nay rồi. Vần vò rồi. Anh đi nhanh. Rồi anh giới thiệu. Rồi. Xe đẹp, máy zin là lớn lóc, sơn zin hết. Sơn zin cả xe. Anh là tả những cái gì xấu đi, cái gì không zin. Không tả cái zin. Tả cái đẹp hết rồi. Quay kỹ. Rồi. Anh tả cái gì không zin. Đẹp luôn. Ở xe của tôi là cái này của nó bọc lại này, nó bạc nó bọc lại này. À cái vành này đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ xem nào. Lốp của tôi thay rồi này. Cái lốc máy của tôi nó bắn tỉa vào lại này, tỉa lại rồi. Đấy mình phải nói, những cái xấu đừng nói chỗ đẹp. Đấy. Hộp xích zin hết. Đồ dọn dẹp rồi nhá, gom lại rồi. Cái này thì có tẩy rửa đấy. Tẩy rửa dọn dẹp. Rồi. Sơn zin tem zin hết mà. Biển I5. Lóc lượn lóc căng hết. Bô thay 2543 rồi. Lượn lóc căng hết. Rồi. Bỏ yên tôi thay rồi. Đúng rồi. Mình phải nói cái sai. Bỏ yên bọc rồi. Cái sai mình phải. Nhưng mà xương khai zin. Báo cho nó thành phần. Xương mút zin. Phải khai báo thành phần. Xương mút zin còn nó bọc lại thôi. Rồi. Mút thì cũng nhét lên đây rồi, đôn, Mr. Đôn. Móp mọp rồi, yên móp. Rồi. Máy được không? Vì máy nguyên đây ra. Máy là chất máy zin bảo hành zin nhất luôn đấy. Em quay cái đầu bò. Quay đầu máy như này. Máy này cũng bình thường đấy nhá, không phải thuộc cái dạng chất đông lắm đâu. Máy chất em. Máy. Ôi mình, cái gì? Nói nó rõ ràng, nó thật. Tiền đại của nó không có đại chất đâu. Ở đây cả con này được máy zin, độ căng nó chưa không mất gì cái tiếng rên rồi. Máy thì chất luôn. Rồi. Máy thì zin, máy zin. Zin rồi à. Zin là zin được lóc căng. Bao tiền? Khâu mắt. Thế rồi em bảo anh là 28 triệu đây. Bao nhiêu? 28 triệu em. Hôm vừa rồi vẫn giả anh bao nhiêu nhỉ? 23. 28 em 2 của 28. Bây giờ là anh cứ nói luôn là bây giờ. Rồi, anh nói 255 rồi. Đấy, bây giờ giá chốt là 255 là đấy. 28 đấy. Anh em trên Zalo với nhau. Trên Zalo là anh em ở 28. Máy zin nó lèo pèo nhá, không phải dùng cái máy chất đâu. Chất đấy. Phải ngoài 30 cái con vừa rồi là máy chất. Con này không phải là chất em. Em ơi xong rồi, con đấy xong rồi. Máy còn là chất. Đi đi giao cho anh đi ra lên xe. À vâng. Tiền rồi nhá. Thế anh còn cầm tiền này. Thế còn cầm tiền. Bác là 25 triệu rồi. Ờ, anh à. Càng nhanh thì tốt nhé. Càng nhanh thì tốt. Vâng, ok. Càng nhanh thì tốt nhé. Bây giờ là bác ngược về xuôi Nam nhé. Anh chào các anh như này rồi, một lần nữa. Chào anh, tất cả anh em trên 50 nghìn anh em nhé. 50 nghìn. Anh em Hà Nam tôi xin chào tất cả anh em nhé. Xin chào để về quê cho nó vui vẻ. Cố gắng kiếm hộ kênh. Cố gắng kiếm hộ kênh. Vâng, vâng. Kiếm hộ kênh của tôi coi như thế nhé. Càng nhanh thì tốt nhé. Nhưng mà để cô đi này rất mất thời gian nhưng mà không xem kịp gì, không anh thiệp có gì ngày nào cũng bỏ ra hai mà bỏ ra mình không chốt kịp nữa vâng. Nếu có nào điện về tôi bắt nhưng gửi về tôi đến tôi đấy. Anh em có 82 nào tầm khoảng hai mấy để đấy, cho tầm được chứ có đấy một xếp vẫn đang đấy, không thể giống được, nó phải gần gần không giống. Gần đấy thế thôi nhưng mà giá tiền nó tầm đấy đủ lại. Ôi nó không được đẹp như thế đâu, nó lại phải xấu hơn tí đi. Bao giờ cô sau bao giờ nó xấu hơn cô trước, cô trước xinh hơn. Vâng chào anh em nhá. Vâng rồi, xin phép xin lỗi anh Chiêu là nó cũng quê hương ấy, nó yêu dấu nó hay đấy. Đấy, quê hương nó sức thích tình cảm đấy, nó sướng rồi đấy. Anh nhà mời anh tối ăn cơm
mai cơm tối về nhưng mà thôi anh em xa xôi bọn em đang live này không cứ bỏ xin phép mời anh em mai ăn cơm tối về thôi đấy không này đồ đi đấy sớm quý nhau lắm đấy mai ăn cơm tối về đấy đồ đẹp đường lóc đẹp lắm đẹp rồi, anh giáo sư vẫn là yêu sản phẩm chứ không yêu khách hàng chính thức là vẫn chưa có một gì đấy nó vẫn cứ hơi nó hơi quá một tí rồi 2,5 triệu nó lặng nghe em hai ba năm hai em bảo anh nghe 8 triệu máy móc leo veo bình thường nhá không phải thuộc máy chất đâu nhưng mà chung là cũng tạm gọi là được thôi chứ còn chất đi em máy chất đi em để kỳ vọng lắm thì không có em ơi máy chất anh ơi, lấy em chén nước máy chất thì thôi cái bô đấy nó lỏ lắm cái này chú ơi này nghe anh nghe làm phát thì thế tôi không sao anh em không phải đáng bao nhiêu đâu mà máy này đây em mà nghe này. Cái bô của bộ. Máy nó căng. Đầu bò nó đẹp cái máy nó căng luôn. Gầm nè. Gầm căng, gầm này đẹp. Gầm luôn căng. Căng. Bây giờ anh em Zalo mà thôi 28 triệu thì cuối cùng giờ như này nó lỗ xuống nhiều quá. Thì thực tế thì bây giờ thực tế em thấy chưa? Thôi giật anh nhiên là Zalo thì ảnh thì nó một phần. Giật tiếng ơi giật gì đấy em phải báo giật tiếng giật gì cho một cái nhá. Nếu mà giật tiếng thì anh em chơi đôi nhá. Ôi, hết thời gian 19224 có mà không tôi lấy 25 đi thôi anh chốt kia 19224 thôi lao nó xuống nhiều quá anh nhớ để em sang con này tụt bốn giao nữa nhá em mà tính là tụt 4 triệu 28 thì cần tụt 4 triệu con xe này thì anh mua được đây không đèo lá đâu nó bán em 25 triệu tụt 3 triệu rồi trên ảnh Zalo anh em mình luôn không tham gia được 24 triệu nhé bán nó vừa đó phải thôi 1 triệu nữa là được thôi không lỗ chốt anh 24 triệu 25 thôi 24 năm đằng nào thế làm theo ăn nói chung là thôi nó khó khăn chung mất 1 triệu thật trước là báo anh 28 triệu vì 28. Anh ấy bóng nói chung là anh bảo anh đọc 36 cơ qua này nó chất lắm sếp đọc khoảng 36 thì người ta chào đi đừng bao giờ chào không phải khách người ta chào nó gửi ảnh đi anh tầm bảo đấy anh ơi, chào anh em vào biết rồi bạn chào về anh em nhá chốt anh kêu 24 năm nhá cậu cho anh em nói chung đờ lim nó vẫn phải 2,5 củ để cho nó đỡ nhạt chứ không hai củ đây về anh em nó lại cũng không ấy lắm đấy vẫn là hợp lý anh em ạ à. Hàng Zin Việt máy Zin không còn nhiều đâu một tí mấy viên sỏi vào đây chả mấy anh em cũng có đi thì đỡ khổ đời 2011 đồ đạc thì anh cũng đã có một vài chi tiết đấy sếp em vừa báo có dọn thì đỡ phải anh em đỡ phải làm ưu điểm là được cái máy Zin lườn lóc vẫn ok cúc cu ơi cho anh em mở lộn gầm đi cho rồi lộn gầm đấy anh em gầm xếp cứ okay. Lộn gầm tí cho nó nhìn nó nghe nó yêu mấy vừa rồi mấy xếp tướng của quân đội bảo anh nghe chú Kiên chứ bảo lộn gầm anh thấy yêu cứ thích cái câu lộn gầm ấy tải thật các xếp rồi 24 năm cúc cộng 2,5 anh em nhá lộn gầm rồi nhá đẹp nhá gầm đẹp gầm lườn ok máy Zin biển cũng tươi 29i5006 nói mua cái máy Zin nhá cũng được ấy cũng phải hợp lý đấy dìm hàng tí phải cho hay bác ấy về đúng vị trí tránh trường hợp bác phiêu này hay phiêu lắm chắc lên là anh thêm lúc nữa trong nghỉ chứ không lại lâu nữa lên anh em một Ablade bìa 2011 bản Ablade đầu to có dọn dẹp ngon lành lên hết rồi lốp vẫn dày dặn càng Zin 32 triệu cộng 2 triệu nha anh Quân ơi con dèm biển 14 ấy rồi. Hàng là dọn đẹp ngon 12 triệu dọn em Đức báo là mất 300 nữa là tổng là 12 triệu 300 mua vào á Nguyễn Thảo 25 chốt 29x5 44765 đấy giá của mail là lên là 15 trừ 3 là 12 đấy sếp ạ cái này cao nhỉ đúng rồi cao. Hơi bướng à, vừa mua là... tháng 9 mà xe này mua tháng 9 mà làm gì nhiều tiền ấy kỉnh quá nhỉ anh giảm em con này 1 triệu trong ngay là 1 triệu là ok sếp là còn 14 bán, triệu bán 10 kỉnh bây giờ Hà Nội Ablade đầu to thảo quá cũng dọn dẹp vuông vắn rồi bán ra 14 triệu nhá rồi bán ra 14 triệu đó tiếp cận thị trường bán ra 13,7 một chiếc Ablade giá mới đấy đây là giá cập nhật mới nhất anh em nhá tính ra là lái được có hơn 1 triệu xe đấy thôi anh em ạ rồi tôi lai thêm mấy con nữa trong nghỉ thôi
Ok sếp. Thôi nhá, thôi nhá. Một chiếc Basic anh em nhá, bản Basic màu đồng da lươn. 29E100423, chiếc này là không phải chiếc em mua của anh dâu hôm qua. Chiếc còn lại trên nhà em thôi. Đấy. Anh Nguyễn Thảo ơi, đoán xe cổ anh em phải vật vã tí nhá. Xe cổ nó hơi vật vã, rồi nó hàng quý hiếm. Nên miếng em làm mỏng lắm, anh em bán trực tuyến này mỏng lắm. Đây. Đã dọn dẹp rồi anh em nhá, dọn dẹp đồ sân này. Được, cái đồ sân nó vẫn còn được của nó này, nhìn nó cũng là tươi này. Đấy, đồ sân, xe là cứng cáp. Rồi. Từ khóa còn cả cái khiển này là rất là hiếm, những cái dòng Basic tìm được là khiển này. 19.500 anh em nhá. Đời 2010, bản đồng da lươn, bản màu Basic Việt Nam. Rồi. Còn của anh dâu hôm qua cũng còn một con, vẫn còn còn hai chiếc. 19.500 nhá, một Basic 2010. Dọn dẹp ngon lành rồi. Thiệp nhìn nhiều tuổi nhưng mà hơn trước kia. Thiệp là anh em trong nhà nhá, Thiệp là anh. Người nhà, em ít tuổi hơn giám đốc. Anh vợ này. Anh là ngoại. Anh vợ. Anh về đằng nhà vợ. Rồi. Anh về đằng nhà vợ. Đấy. Nói chung là toàn gia đình cả. Rồi, chào tất cả các anh em nhá. Chào gần 200 anh em bên Bếp Đỏ. Tiếp tục là một bản Way đen đời 2021. Rồi. Rồi, cũng dọn dẹp ngon lành rồi. Được, cái giá cả cũng còn dèm nãy. Biển 18. Ổn không anh? Còn dèm nãy không anh? Anh Duy Phùng ơi, điện thoại cho bên marketing hộ giúp cái. Em hiện tại anh em đang live cũng không thể nắm được. Anh em điện thoại luôn rồi, video đang phát trực tiếp. Báo còn là cọc luôn. Đấy, nói để cho anh em chơi luôn. Way 2021 18L154 3.0. Rồi. 3.0 luôn. Rồi. Tam hoa. Rồi. Tháng 10 2021 đen bạc. Anh giảm cho con này 1 triệu cho em ấy. Đúng rồi. Giá nhập là 12.500 anh em nhá. 12.500 là mua vào. Cộng với anh em 1 triệu rưỡi. Đấy rồi. Anh lùi cho ông báo lùi cho em ấy. Sếp nhìn có không? Xe có dọn đồ đấy sếp ạ. Đây còn đồ. Rồi. Okay. Chào anh Khiêu nhá. Anh sao anh chụp chưa? Anh chụp rồi. Lùi 1 triệu báo thẳng kế toán luôn. Một tí nó quên đấy, bởi vì like này mình báo mẹ giá okay, cao phát là nó không tiếp cận được, khó. Giá con nào nhìn nghe nó đắt tay là phải điều chỉnh ngay, mẹ xử lý ngay. Đòi cao bán đắt tay mua, mẹ bán đến cỡ của nó thôi. Ăn thì nó để đến tợ vừa thôi, no mẹ no quá vỡ mẹ bụng. Hỏng hết nội tạng. Ăn ít sống lâu, ăn vừa thôi. Rồi lên một chiếc Jupiter, bản Jupiter Gravita, tem mác thì nó cũng hơi xây xước, được cái máy cứng. Đấy. Bô thì móc nhẹ, đầu bò khô ráo, vuông vắn. Giá nhập là 4.2 triệu. Con này giảm giá tiếp. Giảm giá tiếp. Đời 2008. Con này giảm em 500. Rồi giảm 500. Thôi em 1.5 triệu nhá. 5.7 triệu dành cho anh em một chiếc Jupiter 2008. Anh giảm 500 con này. Ok. Này, đảm rồi. Giảm. Thôi 1.5 triệu. Con kia sao? Con kia nó nhầu nhầu. Con lai không? Hay thôi đi. Con này sao? Con này sao? Con này đẹp đây, con này đẹp đây. Hàng đẹp vừa mua hôm qua. Anh là người trực tiếp mua. Đúng rồi. Giới thiệu trực tiếp anh em một chiếc Vision 2013, hàng sơn zin máy zin anh em nhá. Nó hơn 10 không? Có mười mấy triệu thôi. Ấy, cũng căng giá hôm qua mua. Hùng Hà Đông. Máy căng, máy chất, hàng zin, sơn zin rất là đẹp. Zin lông nó ăn cả xe. Tay em bóc ra. Ăn ít bền lâu ạ. Thay mỗi đôi lốp. Đẹp lắm, càng đẹp luôn anh em nhìn cái pha xì nhan này. Hôm qua mua là 14.200.000 rồi sếp ạ. 14.2 vì xe đẹp. 2013, hàng này nó vẫn đanh xe. 14.200.000. Cộng cho anh em 1.7 triệu nhá. Đấy. Đã dọn chưa? Chưa dọn. Đây là dọn bóc ni lông rồi, phải bóc ni lông chắc mất 300 nữa thành 14.5. Thôi cứ 14 mà 3 cộng 1.7 đi. Thế rồi. Rồi chốt anh em là 16 triệu nhá. Dòng Vision nó mỏng lắm, mẹ như kiểu mẹ mày cắn nghiêng răng. Kẹo phải cắn nghiêng răng nhá. Đây, kim ở chót này anh em nhìn cái xe kim nó đỏ chót này. Kính này còn zin đẹp nhỉ. Xe đẹp lắm, chạy thích. Mà sơn zin 2.5 vạn chuẩn luôn nhá anh em nhá. Vision này quá vô, nó là vua giữ giá nhá, nó là Vios. Cả đồ zin hết. Nó là vua giữ giá luôn. Tuấn nói sếp kia nói chuẩn ạ. Vâng ạ, tôi anh hô Tuấn. Ok, hết rồi. Yên vui gặp các cụ ở quê, tổng có hai cổ, cụ cụ. Các cụ quê đại gia đấy. Đã với ông Hà Nam Phủ Lý giờ giàu lắm, anh em Hà Nam Phủ Lý giờ không buồn đâu. Thì mấy con này like rồi đúng không? Like hết rồi. Rồi, đây giới thiệu như một số xe này anh chụp vào nhà. Còn rất nhiều SH nhá để phục vụ anh em.
anh Thiệp vào giới thiệu em trong nhà tí. Ok, mời anh em cùng mình vào trong bên nhà 52 để giới thiệu cái dòng xe sẽ có thể là live vào một buổi chiều hoặc buổi sáng cụ thể từng xe cho anh em. Trước mắt thì mình giới thiệu để anh em cùng nắm bắt, đặc biệt là có hai chiếc SH cà phê anh em nhé, hai chiếc SH cà phê có 45 với cả là 46 triệu thôi, rất tiền phù hợp cho anh em chơi SH cà phê 9 đấy. Cái biển 4 số này thì em bán lại là 465, còn cái biển 5 số là 45 triệu. Giá này là em nghĩ hoàn toàn hợp lý rồi để phục vụ anh em những cái dòng xe SH nhập mà giá như thế là phù hợp. Đấy. Vẫn không quên giới thiệu một chiếc SH1 anh em nhé. SH1 giá có 50 triệu để phục vụ anh em mình chơi SH1 bản ABS 2021. Đây là cái bản mà rất nhiều anh em hỏi bên em. Nếu có chăng thì chỉ là biển thôi, lăn tăn về phần biển là anh em chưa ưng ý cái biển này. Nhưng mà thôi, sau này nếu có nhu cầu các anh em có thể sang tên đổi chủ hoặc đổi biển thoải mái các anh. Ok anh Cúc Cu nhá. Vâng, chào tất cả các anh em. Lên Win Indo. Win Indo em có chiếc Zin lúc đầu đấy ạ, và hai chiếc máy đã chạm thì giá đều dao động ở tầm hơn chục triệu thôi với những chiếc Win Indo nhá. Rồi, chào gần 400 anh em bên Bết Xanh nhá. Em tiếp tục giới thiệu một vài những cái xe bên nhà 52. SH Denson 219. Anh em nào mà có nhu cầu hỏi thì nên cập nhật cho em cái SH Denson 219 này. Anh xem qua cái sóng nhá, nó có khả năng bị giật đấy. Vì vào trong này là lại mất sóng. Có wifi không? Không, anh phải lên wifi. Đấy, để cho anh em xem cách chi tiết. Vì hàng rất là đẹp. Anh ấy bảo trên ảnh trắng ấy, chỉ theo trắng là không đúng thật. Nhưng đây là yên đỏ đấy, chỉ đỏ đấy anh ạ. Yên chuẩn của SH Denson. Chẳng qua là khách có nhu cầu là khách để ngoài nắng mưa nắng nên là nó bị bay mất màu. Bay mất màu cũng là nhược điểm một chút của cái yên xe SH Denson này. 85 triệu anh em nhá, 85 triệu một chiếc SH Denson 150 ABS 2019. Hàng này không có nhiều đâu ạ. Nhà em có hai chiếc thì một anh đặt cọc một chiếc rồi. Mai chiều anh đến lấy, còn chiếc còn lại này thôi. Anh em nào có nhu cầu thì chọn em nó, rước em nó, hàng cũng không nhiều. Đấy. EX135 đi anh. EX135 thì em này để trên tầng rồi anh Đinh ạ. Anh họ Hỏa Đình Vanh Đinh. Vâng. SH bao tiền? SH 85 triệu anh nhá. Có Win Thái không Thiệp? Vâng, em có Win Indo đi anh. Em có hai chiếc và một chiếc biển 34 rất là đẹp. Khanh Khanh hỏi XI 135 có một chiếc màu xanh có 12.500.000, em lên like rồi đấy. Đấy. Còn hàng Liberty nhá, Liberty thì thường là máy 3V này. Đợt này em mới về biển Hà Nội đấy, chứ đợt nọ là có lúc khách hỏi em toàn biển tỉnh thôi. Đợt này em có hai chiếc biển Hà Nội này, giá cũng xem tầm 14 triệu trên dưới thôi. Những cái bản IE này giá là cũng chỉ có hơn 10 triệu một chút. Qua em ship về Thanh Hóa một xe là có 11 triệu chị Hà đúng không, chị nhận được cũng là ok, may không xước. Thật sự là chị chọn ship xe khách là một cái rất là mạo hiểm luôn. Rồi, màu vàng đồng 3V, đây biển tỉnh 19 là còn, giá cũ vẫn 14 năm đấy. Mạng kém quá. Vâng, anh Nguyễn Khải, chắc là bên họ sẽ thay mạng liên tục anh ạ, sẽ kiểm tra lại mạng được không các anh em. Em xem lại bên Bết Đỏ, anh em kiểm tra có vào được không ạ? Vâng, nó sẽ bị chậm mất một lúc. Rất nhiều SH các anh nhá, từ SH 2019 này. Đây, những cái màu này là màu rất đẹp luôn, anh em nào mà có nhu cầu chọn em những màu này. Hoặc những cái 2018 mà độ lên 150 ABS lại độ vỏ nhập. Anh em thấy toàn những cái xe mà em thấy rất hợp lý. SH ý mà sao rẻ vậy? Chính xác bao nhiêu, có hồ sơ không anh? Vâng, anh Vượng ơi, có anh, SHI 209 chạm đầu, máy em báo giá chuẩn đấy ạ. An ninh chuẩn cho anh, hồ sơ anh cần em rút, mất thêm khoảng tầm 2 triệu hơn một chút. Giai đoạn này cho em thêm thời gian này em cộng vào để em rút được 45 và 46 triệu 500 hai chiếc. Chuẩn giá luôn các anh, không có cái gì là sai cả đâu. Đấy, sáng nay em bán một chiếc màu đỏ nhưng mà đời 2006 em bán còn có 32 triệu. Khách bán cho em chiếc DD và chiếc Jim hôm nay em nói chuyện có 32 triệu thôi. Nên cái SH ý thực ra nó cũng là không hẳn là đã đắt ngay nhá. Đắt với những trường hợp như là những cái chiếc ý đối với 150 mà form đời cao, form 2 đĩa thì em vẫn bán là 108. Đầu máy là 103. Đấy, các anh em nếu mà tìm hiểu về SH các anh em sẽ nắm bắt. Đấy là những cái dòng SH ý đời cao thì nó vẫn còn giá nhất định. Đúng rồi, đầu máy 103 anh em nhé. Thì là 108 triệu. Còn những SH ý mà những 209 cà phê hay là SH ý 206 thì nó không còn cao được như trước đâu ạ. Nó sẽ thấp giá hơn. Rồi, vẫn chào hơn 200 anh em đang xem nhé. Đợt Jim Thái khoảng 15 triệu đi tốt không anh Thiệp? Lê Cường, tốt chứ. Nếu anh lấy 15 thì nó riêng về Jim Thái. Cả khách sáng nay đến bán với em cũng thế. Các anh em trên live cũng lưu ý cho em là những cái xe đợt Jim để mà đi tốt thì thực ra trên 10 đi vẫn ok, không có xin nhê gì đâu.
hàng Honda mà chạy thoải mái như một chiếc Jim lùn đi, em lấy ví dụ, nó còn lai thồ còn quá ok luôn, các anh công nhận không ạ? Nên nếu để nói mà đi tốt không thì nói thật sự là đi tốt, nhưng mà nhìn đẹp không ấy thì em mới nói là không nhìn đẹp được. Với cái tầm tiền mười mấy triệu các anh nhìn thì nó không đẹp được, đúng không ạ? Đồ nó sẽ bị mông má, bị gôm giật, bị vào đũa vào nan đấy, tức là nó sẽ không được đều mắt như những cái dòng đắt tiền hơn, nó nhìn nó thuận mắt hơn, nhìn thì không bằng. Còn về đi thì em nói anh nói chuẩn với các anh em là đi ok, kể cả một chiếc Jim thái giật 10 triệu hay 12 triệu chạy hoàn toàn ok hết, anh yên tâm. Giới thiệu con Vespa màu trắng rồi, ok, hôm nay có ngay đây thì em xin giới thiệu luôn cho phục vụ các anh em. Anh Minh Châu VTC chào, chào anh Minh Châu nhá. Vâng, em giới thiệu chiếc Prima anh Long Nguyễn nhá. Anh hỏi chiếc Prima đời 2014 bản Prima 29E1 71065. Đấy, hàng chủ đầu tư cả quả tay sách đằng sau luôn. Anh thấy cũng là kỹ càng đấy, chủ cũng đầu tư kỹ đấy. 29E1, vâng, biển là biển phố các anh nhá, em mua trực tiếp chính chủ. Giá mua là 20 triệu cộng cho anh em mình 3 triệu. Đấy, 2014 23 triệu một chiếc Prima có đôi gương, tay sách này là lắp thêm này. Đấy, để khi nào lai thồ có cái gì để đằng sau vẫn còn có cái chặt. Hàng máy này là máy của Piaggio, nhìn đẹp nhìn sang. Anh Long Nguyễn xem nhá, có nhu cầu để lấy cho chị thì có thể chọn lựa chiếc này, hợp lý anh ạ. Rồi, chào tất cả các anh em đang xem trên cả hai bếp nhá. Vâng, em chào anh Lê Cường, chào anh Hà Tuấn Lộc. SH2022 thì em có hai chiếc, một chiếc màu đỏ 125 em like là 71.500.000 hôm qua, chạy 3.000 cây chuẩn nét cho các anh. Còn một chiếc là màu đen 150 sáng nay em và sếp cùng like bán ra cho anh em mình là 81 triệu. Đấy, 150 anh nhá, 715 và 81 triệu là hai chiếc 125 và 150, màu đỏ và màu đen để anh đều là 2022, chạy lướt có 3.000 và 5.000 cây thì anh có thể chọn lựa. Anh Lê Tiến Đạt hỏi lên SH đời cao. Vâng, vì nó đang rất là nhiều nên em sẽ báo lượng. Còn em vừa báo lúc đầu khi em bước vào, em sẽ tả chi tiết vào một buổi live cụ thể từng chiếc một. Đấy, về giá thì em sẽ báo những cái nhu cầu của anh hỏi. SH cạnh em đúng không ạ? À, trắng à? Đây em sẽ lên nốt chiếc SH trắng cạnh em này nhá, hợp lý các anh ơi. Biển 29T203027. Rồi, anh quay chậm cho anh em xem nhá. Hàng SH thì các anh em yên tâm là nó là hàng đẹp. Xe trực tiếp chính chủ cũng là máy 150 nhưng của 2021. Đấy, thì giá thôi em bán ra cho anh em mình là 79 triệu thôi, nó sẽ hợp lý hơn cái 2022 hôm nay một chút. Nhưng nó là 2021, được cái nó màu trắng, còn cái sáng nay là cái màu đen. Đấy, rất nhiều xe để anh em lựa chọn, nào là trắng, nào là đen, nào là đỏ, nào 125, nào 150 đúng không ạ? Rất phù hợp. 6.000 cây, cái ở sáng nay hình như là 5.000 cây. Đấy, anh em có thể lựa chọn rất là hợp lý luôn. 79 triệu nhá anh nhá. Đấy, SH màu trắng 150 CBS thôi anh ạ. Anh Đậu Hũ Đăng Hưng. Vâng. Anh Nguyễn Phương, vâng, chào tất cả các anh nhá. Chào hơn 200 anh em, gần 300 anh em bên bếp đỏ và chào hơn 100 anh em bên bếp đỏ. Vâng, chào bếp xanh. Anh Nguyễn Long, rồi ok, em chào anh Nguyễn Long, chào tất cả các anh em. Cũng là xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã theo dõi buổi live của xe máy Hoàng Kiên. Cũng là sát giờ trưa, lượng xe thì còn rất nhiều đúng không ạ? Em sẽ cố gắng làm sao phối hợp nhịp nhàng để lên để phục vụ cho anh em một cách tốt nhất, đều đặn. Cũng mong anh em có thời gian để xem và ủng hộ, cũng như là comment chia sẻ những cái mong muốn anh em là xem xe gì, hay nhu cầu mua hay bán như thế nào, để bên em cùng biết, để cùng giao lưu với anh em một cách tốt nhất đúng không ạ? Muốn sao anh em mình có những cái buổi live, buổi giao lưu tốt. Đấy, những cái khách như Hà Nam lên hay là những khách ở xa anh em thấy cũng chỉ thích nhau một cái bắt tay. Chưa mua cũng được, mua ngay cũng được. Anh ấy bảo chọn cho anh ấy nhưng chưa có cũng bảo luôn là chưa có. Khi nào có em báo độ. Đấy, nhưng mà cứ lên tham quan cửa hàng em, giao lưu với bên em là cái gì đấy bên em rất là cảm ơn rồi. Một lần nữa là gửi lời đến cảm ơn đến tất cả các anh em. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em vào buổi live sau. Cảm ơn tất cả các anh em.